hàng đang tìm nhà gần với lại Cầu Giấy theo cung đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm thì đừng bỏ lỡ cái video Hoàng Anh đang quay này. Với cái căn nhà này thì vị trí của nó là thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 5 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Bàn giao nhà về ở được ngay với cái thiết kế rất là hợp lý, diện tích 30m, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Ngoài ra ở đây có một căn nhà hướng nhà là hướng Tây Nam nữa quý vị ạ. Thì toàn bộ sổ đỏ đều chuẩn chỉnh, vị trí đi lại thuận tiện, gần với lại trường Trung học cơ sở Đại Mỗ. Từ vị trí ngôi nhà này ra tới trường Trung học cơ sở Đại Mỗ nó khoảng tầm 200m. Chợ trường Vườn Trạm tiện ích đầy đủ, vị trí đi lại thuận tiện, cách với lại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm khoảng tầm bán kính khoảng tầm từ 4km đến 5km quay đầu thôi. Ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 30m quý vị nhá. Đó, căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết mặt tiền của ngôi nhà, thiết kế hai lớp cửa chính, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính, hoàn thiện cơ bản là xong hết. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp như thực tế trên video. Với căn nhà này thì diện tích 30m, mặt tiền hơn 3m mọi người ạ, mặt tiền 3,5m, rất là thoáng. Với cái thiết kế cơ bản là ok này mọi người này. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, chủ nhà lắp luôn cho mình một cái vách nano ở đây, PVC giả gỗ, kệ TV, hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Đồng thời ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một chiếc quạt trần, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Đây, xung quanh trần phào, giấy dán tường đều được chủ nhà thiết kế lắp đặt cho quý vị hết rồi. Đường, hướng, giá Ngọc Ánh để dưới phần bình luận quý vị nhé. Giá bán của cái ngôi nhà này nhỉnh 3 tỷ một xíu thôi, rất là hợp lý. Đây là phần không gian phòng bếp với tủ bếp thiết kế hoàn thiện xong hết, chỉnh chu đầy đủ. Tủ bếp thiết kế đây là tủ gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều lắp đặt xong xuôi cho quý vị, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều lắp đặt xong xuôi cho quý vị. Với cái dự án này ở đây thì có tổng là 6 căn, đã bán 3 căn và chỉ còn 3 căn cho quý vị lựa chọn. Thì 3 căn 2 hướng, một hướng Đông Bắc và hướng Tây Nam, để quý vị nếu như quý vị nào cân đối hướng đấy thì liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh. Tiếp theo, tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Quý khách hàng đang tìm nhà mà gần với lại đi lại thuận tiện, gần với lại Mỹ Đình, gần với Cầu Giấy, gần với Nam Từ Liêm thì cái căn nhà này tương đối ổn. Đi lại phạm vi bán kính tầm 8km quay đầu mọi người nhé. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách của nhà lắp cho mình một vách CNC. Đó. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Tay vịn cầu thang thiết kế ở đây toàn bộ là tay vịn gỗ. Và căn nhà này thì theo đúng như hiện trạng, xách vali về ở ngay. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Đây quý vị nhé. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 2. Chủ nhà lắp cho mình rèm cửa này, cửa sổ thông thoáng, đầy đủ hai lớp cửa. Đó. Bên trong là inox, bên ngoài là nhôm hệ Việt Pháp. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng. Căn nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ. Phòng ngủ thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao đây, phòng vệ sinh đây. Phòng vệ sinh đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị, hệ thống sen kê tắm, lavabo, quạt hút mùi đây. Với cái phòng vệ sinh này cũng tương đối là rộng mọi người ạ, và được chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp, còn cửa phòng ngủ thì thiết kế ở đây là cửa gỗ nhé. Đây mọi người ạ. Đó. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế như nhau. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của mình nhé. Quan trọng nhất của mỗi bất động sản mà Ngọc Ánh review giới thiệu cho quý vị đó là vị trí. Thì mỗi vị trí nó một cái đặc tính, mỗi một vị trí nó là một cung đường đi lại khác nhau, thuận tiện khác nhau. Thường thường ấy, quý vị cũng chia sẻ bảo bên nhà tốt thường thường hay quay ở khu vực Hà Đông, bởi vì thực tế luôn ấy là khu vực Hà Đông nó cũng tương đối là rộng, quỹ đất của nó còn tương đối là nhiều. Và chủ yếu nhiều nhất thì nó vẫn là thuộc phường Yên Nghĩa, Biên Giang, Đồng Mai. Cái giá của nó cũng rất là hợp lý mọi người ạ. Cho nên là nhiều khách hàng cứ bảo em chỉ làm ở khu vực đấy, không phải.
em làm tương đối là nhiều khu vực đấy. Đấy, hiện tại căn này đang là ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm quý vị nhá. Đó. Phòng ngủ trên tầng 3 đây. Phòng vệ sinh. Nói chung là có như thế nào thì quay cho quý vị đến xem là y như vậy. Nhà có như thế nào thì chia sẻ như vậy. Không lỗi phong thủy quý vị nhá, không pháp hậu. Đấy, cửa phòng thiết kế được 3 phòng ngủ rộng rãi, phòng nào cũng rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Trên phía tầng 3, tầng 4 ấy mọi người, thì chủ nhà không thiết kế sàn gỗ nữa, mà thay thế vào đấy thì là chủ nhà lắp gạch, kích thước gạch 60-60. Còn đâu thì các phòng ngủ này đều được chủ nhà lắp rèm cửa này, đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị. Quý vị về chỉ việc dọn đồ thôi. Đặt mời theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà thưa quý vị. Với trên tầng 5 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 5 chủ nhà thiết kế cho quý vị tương đối hợp lý. Ngoài đang đứng ở đây đó là phần thiết kế phòng thờ này. Cửa sổ thoáng. Phần còn lại sân phơi. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Với cái vị trí này, giao thông đi lại, ngoài xin nhắc lại, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Xung quanh thì vị trí dân cư rất là đông đúc. Mỗi một vị trí bất động sản nó có một cái ưu điểm, nhược điểm. Với vị trí này thì nó tương đối là gần với cung đường cho quý vị đi làm Cầu Giấy, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.